đến với kênh Online 24 giờ TV. Cho các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Trấn Thành khoe loạt thành tích khủng vượt Trường Giang, Thu Trang. YouTube mới báo kênh của em vừa tròn 4 triệu subscribe, người theo dõi, em vui quá. Em xin cảm ơn cả nhà. Trấn Thành vui mừng thông báo. Thời đại sống cùng công nghệ, đường đua của các nghệ sĩ không chỉ ở việc đắt show, đóng nhiều phim hay kiếm được nhiều tiền, mà còn hiển thị qua những con số trên các nền tảng mà khán giả có thể thấy được. Lượng người follow subscribe hiện tại chính là những thước đo ngầm mà nhiều nghệ sĩ luôn mong muốn đạt được càng nhiều càng tốt. Trấn Thành, Thu Trang, Trường Giang là những nghệ sĩ được yêu mến nhất hiện nay. Trấn Thành và những con số biết nói, sự thành công mức độ nổi tiếng của một người nghệ sĩ, đôi khi nếu để họ tự oan oan công bố sẽ trở nên không hay. Thay vào đó, chúng ta cần những con số biết nói nhằm giúp cả họ và khán giả hiểu rằng ngôi sao này đang ở vị trí nào. Mới đây nhất, Trấn Thành đã tự hào khoe với khán giả loạt thành tích khủng trên các nền tảng mạng xã hội của mình. Có thể khẳng định Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì hiện nay. YouTube mới báo kênh của em vừa tròn 4 triệu subscribe, người theo dõi, em vui quá. Em xin cảm ơn cả nhà. Có những con số cả nhà mình nên làm tròn giùm em luôn nè. Chẳng hạn như Instagram giờ 3,7 triệu, sáng lên 4 nè. Fanpage giờ đang 11 triệu 9 mấy rồi, sáng đẩy lên 12 triệu giùm em luôn, cho đẹp cả đội hình nha. Em yêu cả nhà. Những con số thay lời muốn nói cho vị thế của Trấn Thành. Trường Giang và Thu Trang cũng có cuộc đua ngầm cho ngôi á quân. Xét ở mảng nghệ sĩ hài, nghệ sĩ tham gia các TV show thì Trường Giang, Thu Trang có lẽ là hai cái tên tám lạng nửa cân với Trấn Thành. Tuy con số chưa thể vượt qua ông xã Harry Won, nhưng đó cũng là thành tích khủng mà ai cũng ao ước. Bất ngờ khi lượng người đăng ký YouTube của cả hai đang ngang nhau. Trường Giang không sử dụng Instagram mà hiện tại chỉ có một fanpage do fan lập, Hẳn Tích Xanh. Ở địa phận Facebook, Thu Trang chỉ kém Trường Giang 500.000 lượt thích. Mặc dù những con số trên đây cũng rất đáng ngưỡng mộ và phần nào nói lên được sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn chính là con đường nghệ thuật thực sự ngoài đời mà họ cống hiến qua từng sản phẩm chất lượng gửi đến công chúng. Nhã Phương than thở khi vừa tập thể dục bị ông xã Trường Giang ép ăn. Nhiều lần thúc ăn của Trường Giang khiến Nhã Phương cũng phải bó tay vì sự chiều chuộng ông xã dành cho mình. Trường Giang, Nhã Phương chính thức về chung một nhà từ năm 2018 và đến nay họ đang là một trong những cặp đôi có cuộc sống viên mãn hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Cả hai có với nhau một cô công chúa nhỏ là bé Destiny, hiện đã 1 tuổi. Nữ diễn viên hạn chế nhận phim và tham gia sự kiện giải trí, dành hết thời gian bên con gái và làm tròn thiên chức làm mẹ. Không chỉ thế, người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Nhã Phương than thở ông xã ép ăn sau khi tập thể dục. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã khoe Trường Giang sẵn sàng vào bếp chiêu đãi vợ món bò bít tết. Có thể thấy nam danh hài không chỉ giỏi nấu nướng những món ăn Việt Nam, miền quê đơn giản mà anh còn có thể biết luôn những món Âu như thế này. Một ông chồng có tài nấu nướng xuất sắc và ngon như vậy nên Nhã Phương chỉ biết than thở. Ngày tập sắp mặt, đêm ảnh mừng vậy, sao mà tôi sống nổi đây trời ơi, đành phải xin lỗi cô giáo lần thứ N rồi. Cô khoe món ngon từ tay ông xã Trường Giang vào bếp làm phục vụ vợ. Anh còn trổ tài trang trí món ăn. Ngay sau khi chia sẻ, Nhã Phương cũng tâm sự cùng một người em thân thiết trước sự ép ăn của ông xã sau khi cô vừa tập thể dục xong. Nữ diễn viên viết, chỉ tập thể dục chưa xong là ảnh đã gọi mẹ ơi ăn thôi, mồ hôi mồ kê chạy xuống ăn. Nửa đêm đi ngủ ảnh cũng gọi mẹ ơi ăn bò nha, hết dịch là chị Lăng. Người đẹp đã than thở khi ông xã thúc ăn đến tận khuya lúc gần đi ngủ. Nhã Phương cũng cho biết kiên trì tập thể dục dù mọi thứ rất khó khăn. Ái Phương bạn thân cũng ganh tị với cô khi được ông xã cưng chiều. Trường Giang, Nhã Phương khoe ảnh cưới lãng mạn sau 2 năm kết hôn. Cách đây vài ngày, loạt ảnh hiếm hoi đầy sự xúc động trong lễ đính hôn của cặp đôi Trường Giang, Nhã Phương đã được tiết lộ. Cụ thể trong bộ ảnh cưới đẹp như mơ của nữ diễn viên, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa với khoảnh khắc phụ huynh dắt tay con gái lên lễ đường để trao cho con rể. Nữ diễn viên được bố nắm tay vào lễ đường trong ngày trọng đại. Nhã Phương cười tươi khi được Trường Giang chăm sóc tận tình trong ngày lễ đính hôn. Những hình ảnh bí mật này đến nay mới được phía ekip tiết lộ. Danh hài mười khó hiện lên khuôn mặt đầy sự hạnh phúc bên bà xã. Trường Giang luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình. Sau kết hôn, anh càng tháo vát, đảm nhận mọi công việc nhà để chăm sóc vợ con. Nam danh hài còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn phục vụ gia đình sau những lúc đi quay về.
Bên cạnh đó, anh Tường chia sẻ mua hẳn bếp nướng và làm sẵn thịt để bà xã đi làm, đi quay phim để ăn uống đầy đủ và ngon miệng hơn. Cuộc sống êm ấm hiện tại của cô là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ khác. Cát Phượng đăng ảnh năm 20 tuổi kể chuyện ngủ chung cùng Lý Hải Minh Nhí. Những năm 20 tuổi, Cát Phượng từng thuê phòng trọ chung với nghệ sĩ Minh Nhí Lý Hải khi theo học tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cát Phượng kể chị sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bạc Liêu. 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Cát Phượng thi đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh với điểm số cao. Nhưng vì không có tiền trang trải học phí nên chị phải bỏ học giữa chừng đi diễn để kiếm tiền mưu sinh. Chị kể, nhớ lại thời điểm có lúc không có vai quần chúng để đi, không ai mời làm bất cứ thứ gì, đói quá phải đi bán máu để mua mì gói sống qua ngày, ăn để sống, chờ vai diễn lớn hay nhỏ. Một thông tin gây chú ý được Cát Phượng chia sẻ là chị từng thuê phòng trọ chung cùng Minh Nhí Lý Hải. Trong khi hai đàn anh chạy xô thì Cát Phượng lo việc nấu ăn giặt giũ. Buổi tối cả ba ngủ chung trên chiếc giường chật chội. Lúc đó tôi như một thằng đàn ông đầy tóc tém. Ba anh em ngủ chung, tôi nằm giữa, muốn ngủ riêng cũng không có giường, ngủ ngoài sợ muỗi cắn, chị hồi tưởng lại. Khi nghệ sĩ Minh Nhí thành danh kiếm được tiền mua nhà riêng thì đón Cát Phượng qua ở chung. Sau này Cát Phượng được đạo diễn Phước Sang mời về diễn ở sân khấu thể nghiệm và được biết đến với biệt danh cô Cát. Lý Hải và Cát Phượng có mối thâm tình từ ngày trẻ. Cát Phượng với Việt Trinh, cô Cát và đàn anh Minh Nhí giữ mối quan hệ thân thiết suốt mấy chục năm qua. Anh Phước Sang mời móc tôi ra cho vai diễn. Những vai diễn lớn đầu tiên ở sân khấu thể nghiệm 135 Hai Bà Trưng, rồi những vai khá nặng ký ở sân khấu Nhà hát Hòa Bình. Đối với tôi, nó như một giấc mơ và tôi nắm bắt cơ hội ngay và liền, không làm cho anh Phước Sang thất vọng. Từ đó cái tên Cát Phượng lớn dần. Bây giờ ít ai gọi tôi là Cát Bụi, Cát Phượng mà gọi tôi là cô Cát, bà Cát, chị Cát. Và cách gọi này, Cát đây rất thích, vì đối với Cát nó là cái danh xưng rất thân thiện và gần gũi. Cát Phượng trải lòng. Mệt mỏi chuyện nuôi con hay nhớ về quá khứ, Nhật Kim Anh bất ngờ bị cộng đồng mạng cho rằng đang làm quá. Bên cạnh những người ủng hộ cô giành được quyền nuôi con, thì có một số ý kiến cho rằng cô nên để chồng cũ chăm và thỉnh thoảng lui tới thăm thì tốt hơn. Có thể nói ồn ào của Nhật Kim Anh với chồng cũ vẫn gây chú ý với người hâm mộ. Sau ly hôn, quyền nuôi con thuộc về Bủ Lộc vì tính chất công việc hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ. Nhưng điều đáng chú ý là Nhật Kim Anh liên tục than khóc trên mạng xã hội vì chồng không cho gặp lại con. Từng là gia đình hạnh phúc nhưng sau khi ly hôn cả hai liên tục tối nhau, thậm chí còn phơi bày nhiều góc khuất của nhau trên mạng xã hội. Sau thời gian đấu tố mệt mỏi dạo gần đây, nữ ca sĩ thường hay đăng những dòng status phiền não buồn bã, cô đơn khi phải sống lủi thủi một mình. Điều này vô tình khiến một số người khó chịu và cho rằng cô đang làm quá mọi chuyện lên để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đôi khi kỷ niệm ùa về như muốn xé toạc trái tim của mình. Chỉ là đôi khi giữa dòng đời tấp nập, em cũng cảm thấy mình lạc lõng đến nhường nào. Dễ dàng đánh giá lỗi lầm của người khác nhưng lại khó nhận ra sai lầm của bản thân. Sau những lần lạc lối, hãy nói một tiếng xin lỗi bản thân, bởi bao năm qua đã không học cách yêu lấy mình. Những dòng status đầy tâm trạng tiếc nuối của Nhật Kim Anh gần đây. Có thể là cô do quá mong nhớ con nên như vậy. Có vẻ khá mệt mỏi với những dòng trạng thái sầu khổ như vậy. Một số cư dân mạng để lại nhiều bình luận hơi gắt, có ý kiến cho rằng hiện con trai cô đang ở với bố và rất an toàn. Vì vậy cô không nên suốt ngày than trời như vậy mà tập trung vào lĩnh vực của mình. Bé sống nhà nội từ nhỏ ổn định đã quen. Nếu giao cho mẹ khi mẹ đi diễn suốt thì ai chăm, giao người giúp việc thì sao bằng ông bà và cha được. Chưa kể thay đổi môi trường bé sẽ phải tập làm quen sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trẻ. Vậy nên mẹ đừng giành giật con nữa, hy sinh để con có cuộc sống ổn định đi. Càng giành sẽ kéo theo nhiều mâu thuẫn ảnh hưởng đến con. Nếu bên nhà chồng Nhật Kim Anh hiểu chuyện tạo điều kiện mẹ con được gặp nhau, rồi hai bên ngồi lại có chuyện nói, thấu tình đạt lý, thông cảm cho nhau. Tôi nghĩ thì việc để bé ở nhà nội cũng không có khó khăn gì. Nếu mọi người thực sự thương bé thì hãy dẹp cái tôi qua một bên để suy nghĩ làm cách nào để bé sống thật yên bình, hạnh phúc, không bị tổn thương. Đó mới là cách hành xử đúng là thương bé, cư dân mạng để lại bình luận. Trước đó khi bị công kích, Nhật Kim Anh đáp trả cực gay gắt. Chi tiền tỷ mua đồ hiệu nhưng chỉ tặng bố mẹ đồng hồ 4 triệu, Ngọc Trinh lên tiếng và còn nhấn mạnh một điều. Những chia sẻ về chuyện báo hiếu bố mẹ của Ngọc Trinh đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Là một trong những người đẹp có cuộc sống xa hoa, sang chảnh, bậc nhất showbiz, vì thế nhất cử nhất động của Ngọc Trinh đều thu hút sự chú ý của dân mạng. Sau khi bị chỉ trích vì xưng hô với bố bằng tên không có kính ngữ, thì mới đây Ngọc Trinh lại tiếp tục gây tranh cãi khi tiết lộ
vừa mua tặng ba mẹ một cặp đồng hồ tầm 4-5 triệu đến từ một thương hiệu bình thường. Nói về việc bản thân dùng đồ hiệu tiền tỷ đắt đỏ, nhưng lại báo hiếu bố mẹ bằng một món quà có giá trị không cao, Ngọc Trinh chia sẻ, chắc hẳn nhiều người sẽ nói tôi mua đồ cho bản thân mấy trăm triệu, nhưng lại tặng bố mẹ có mấy triệu. Nhưng ba mẹ tôi thích thế, đẹp là được, ông bà muốn như vậy. Còn những thứ tôi lo cho bố mẹ thì họ biết được rồi. Tôi có thương bố mẹ hay không thì tự trong lòng tôi biết. Không chỉ lên tiếng thanh minh, Ngọc Trinh còn căng thẳng đáp trả những ý kiến tiêu cực của anti-fan. Các bạn không cần bình luận này nọ nữa, nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của Trinh đâu. Được biết sau khi hoàn thiện ngôi biệt thự triệu đô, Ngọc Trinh nhiều lần đón bố, Bảy Tòng và mẹ kế Sáu Phương lên chơi cùng. Cô còn thiết kế riêng một căn phòng đầy đủ nội thất tiện nghi cho bố mẹ. Ngọc Trinh từng chia sẻ, được bố yêu thương và chăm sóc từ bé, vì thế cô rất kính trọng, luôn muốn ba mẹ có cuộc sống thật tốt. Nữ hoàng nội y tiết lộ bản thân là mẫu người hướng về gia đình. Gần đây Ngọc Trinh cũng vừa bị chỉ trích khi gọi bố bằng tên không kính ngữ. Tuy nhiên cô cho biết đó là cách gọi gần gũi thân mật của hai bố con. Từ khi dọn về nhà mới, Ngọc Trinh thường xuyên đón ba ruột và mẹ kế lên chơi. Thậm chí cô còn trang bị một phòng ngủ đầy đủ nội thất và tiện nghi cho bố mẹ. Trước những chỉ trích của dư luận, Ngọc Trinh khẳng định, tôi có thương bố mẹ không thì tự lòng tôi hiểu. Nữ hoàng nội y sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu hoành tráng và đắt đỏ nhất nhì showbiz Việt.